Xin chào tất cả mọi người trở lại với hôm nay gì? Không biết kênh nào luôn á, thiệt á, mệt mỏi quá. Nhìn cái tiêu đề thì các bạn cũng đã biết là cái tour ngày hôm nay nguy hiểm và đáng sợ tới chỗ nào đúng không? Thật sự là mình cũng không biết là sau khi quay xong cái số này thì bọn mình có bảo toàn thi để mà đi quay tiếp hôm nay gì với các bạn không? Cũng có thể rất ảnh hưởng đến tâm sinh lý tuổi dậy thì sau này của mình. Và có thể đây là số hôm nay gì cuối cùng. Nhưng mà không sao, chúng ta đã mua bảo hiểm nhân thọ rồi, đen sò rồi. Không sợ. Và đây là một cái tour rất là khó khăn cho nên là các bạn hãy like video này cho tụi mình thật là nhiều để tụi mình có động lực có thể đi thêm những số tiếp theo nữa. Like video nha. Rồi thôi, bây giờ chờ xe rồi đi thôi. Chỉ còn nỗi nhớ đành lạc loài chờ vào những cánh em ở nơi phương nào. Ủa sao thiếu không mày? Và giờ người ra đi trong con tim không nghĩ suy. Nó ngoài rồi. Ủa chờ. Dừng xe lại. Và nơi đầu tiên tụi mình tới đó chính là quán miếng gà. Miếng gà Mai Xuân Cảnh ở số 57 đường Nguyễn Du. Thì mình nghe nói đây là một cái quán kiểu như là miếng của người Bắc. Cho nên người Bắc thì là họ sẽ hơi kiểu hơi khó tính hơn một tí. Cho nên là nếu như mà các bạn không nắm bắt được tâm lý mà kiểu vào ào ào thì sẽ dễ bị ăn chửi. Mình nghĩ thế. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nhiều khi cũng chưa chắc phải là chửi đâu. Tại vì đôi khi thì có một vài người họ vô thì họ nhạy cảm quá. Thì họ nghĩ chắc là chửi họ thôi. Nhưng mà thật ra thì cũng không biết như thế nào tại vì mình chưa ăn. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử để rất thực tình. Khổ của cái tour này là không có được ngồi trong quán ăn đàng hoàng mà phải ngồi bờ ngồi bụi. Trời ơi, ta nói khổ quá mà. Đang ngồi ăn lỡ chia tới chia lui chia qua chia lại, cái dao phay chặt gà bao vô đầu một phát thôi là. Đây là số hôm nay vừa cuối cùng các bạn được xem. Và cuối cùng tụi mình cũng đã mua được hai phần miếng. Ta-da! Đây. Thì cô sẽ dở ra cho con mọi người coi là trong đây gồm có những gì. Ê, như mình đi quay mình thấy thiếu á đúng không? Và giờ người ra đi trong con tim không nghĩ suy. Ừ, hình như thiếu gì á, nhưng mà thôi kệ đi. Ok, nó thiếu kệ đi. Ừ. Đây, thì mình mua hai phần miếng đúng không? Mình mua một phần miếng đùi, một phần miếng lòng. Ừ đúng rồi. Ở đây nổi tiếng nhất là miếng gà. Trời ơi, đông quá. Mà đùi có loại gà luôn mà không. Ê, cái này lòng. Cái này là miếng lòng. Đây. Đây một cái hộp này luôn, gì nữa? Đây một hộp hành. Xem nào, có mề nè. Tao cũng biết giờ cụ order thêm trứng non rồi, cụ nghĩ là lòng là có trứng non. Ừ, chứ thêm tim. Mới đầu mình nghĩ là đùi là nguyên một cái đùi ha. Không, đùi đây là lúc nào cũng vậy hết á. Sẽ gồm có hai phần, thì trong đây trước hết là mình đã sẽ thấy được là có hai phần đồ ăn. Có hai mỗi thức chanh là làm sẵn luôn. Thêm 10.000 mỗi hộp hả? Ờ. Wow. Ở trong đó, đó là chỉ có thịt thôi, đây là miếng này. Banh thịt miếng ra luôn. Đây là miếng rong, chứ không phải là miếng đậu xanh. Ủa? Mà miếng rong. Miếng rong miếng gì? Màu, miếng làm từ rong biển đấy sao á. Mà nghe nói là miếng này mà khi mà ăn đói là sẽ bị cồn ruột. Chết rồi, đám mình đứa nào cũng đói. Theo những gì mà chị nghe ông bà chị nói vậy. Và tiếp theo là hai hộp nước lèo. À, nóng quá cội ơi. Rồi gấp cho tao, đúng quá. Ồ, trong đây có măng với lại huyết gà. Mình mới đầu mình nghĩ là hơi mắc. Một tô miếng này có giá là 90.000. 80. 10.000 cái hộp. À không, cái này là giá mua về. Còn giá ăn ở đấy thì trừ đi 10.000. Rồi thôi ăn đây. Em ơi, nhìn thích lắm luôn ấy. Miếng thì là do là mình quên nói người ta là trụng trước cho mình. Cho nên là nó bị hơi sống nhở. Mà thôi ăn cũng được, ăn vẫn được. Nhưng mà do là nó không có được hoàn chỉnh á, cho nên là tụi mình sẽ không nhận xét nhiều về miếng. Về nước dùng ngon lắm. Nước dùng rất là đậm đà luôn á. Do cội là một người Việt Nam, cho nên là còn ăn được cái hương vị Bắc ở trong đây là gì? Bột ngọt. Đúng rồi. Ở trong Nam thì hay bỏ đường, ngoài Bắc thì hay bỏ bột ngọt. Nhưng mà thật sự là chị cảm giác như là chị là người Bắc nha, chị lại thích ăn cái vị này hơn. Bởi vì nó vẫn đậm đà, chứ nó không có bị kiểu như là ngọt quá. Nói chung là rất là ngon, rất là xứng đáng luôn các bạn. Thơm nha. Nước dùng chất lượng luôn. Gà dai ngon vợ lò luôn á. Thật hả? Thịt ngọt lắm. Thịt rất là ngọt. Cái da nó béo. Thật là béo luôn á. Mà thịt ngọt nha. Thịt ngọt thiệt luôn á. Dai. Thịt dai. Chứ nó không có bị bọ.
có nhiều nơi mà gà công nghiệp á là thịt nó bị bở 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 rất là nhiều rất nhiều rồi bán mà tới mức mà phải gắn camera luôn mà quán miếng lắp camera nghe chưa. Hai bên hai phòng lớn mà phòng nào cũng đông, lòng của chị cũng ngon, lòng chị rất là mềm, lòng chị rất là mềm, rất là mềm, lòng gà của chị rất là mềm. Về cái chuyện là miếng chửi sao mình không nghe thấy ta. Ừ, chị thấy vui vẻ lắm luôn á, chị thấy cũng nhiệt tình mà đi rồi cái anh chị gọi gì xong rồi cái đưa menu là người ta cũng nhiệt tình lắm. Nè em ơi, nhưng mà cái này là mình lên 10.000 nha em, cho nên là mình ấy giúp em bình thường. Tức là cũng như bạn đi ăn chắc kiểu nhạy cảm quá, có thể là lúc người ta bực á, kiểu chắc người ta chửi nhân viên. Ok, chị xem mới nói là mức giá của hai tôi này một lần nữa nha. Cô nói đấy cô ơi. Miếng rồi có cô nó là ngã. Miếng đùi của cô sẽ có mức giá là 60.000. Còn miếng lòng của chị sẽ có mức giá là 90.000. Và cuối cùng hãy cho nội cho mình kết là một câu đó chứ là miếng chửi rất là ngon nhưng mà không hề bị chửi. Hy vọng là mình đi quán tiếp theo mình sẽ không bị chửi. Sợ luôn đấy. Đó là lần đầu tiên mà chửi sờ mà lên như vậy. Mà chửi kiểu như là chửi không kịp nể nang khách luôn ấy. Giống như là mình đã quen với cái kiểu của người miền Nam là ngon ngọt rồi đó. Miền Nam chửi là kiểu cũng chửi vui vui thôi, chửi cho vui nhà vui cửa thôi chứ chửi thẳng mặt luôn. Ừ, kiểu mẹ mày cha mày thôi. Chửi mà vừa chửi vừa lườm nha. Thằng kia đâu rồi? Cái thằng kia đâu rồi? Sao lúc đầu là tính không bán luôn á. Nghe xong rồi nhìn thôi. Xong một lát xong mới bán á. Gần quá đi. Thôi nói chung là cũng mua được 3 ly rồi. Thì ly của cô là hồng trà. Ly của chi là trà sữa Trinh Châu. Còn đây là lục trà. Cái này chắc có lẽ là học sinh sinh viên sẽ uống rất nhiều vì có giá quá rẻ. Đúng rồi, với lại cái kiểu cái hàng quán nhỏ nhỏ thì chạy đi chạy lại được. Của cô là bao nhiêu? 4.000. Không, cái này 4.000. Tao 4.000 luôn, cũng 7.000 luôn. Hình như của chi là 7.000. 7.000 là do có chân châu, chứ bình thường hình như là cũng có 5.000 ha. Ở đây hoàn toàn là chân châu trắng, nhưng mà vẫn dai. Ủa, tại sao chân châu trắng lại dai ta? Chân trắng đáng nhớ là nó phải giòn. Thì mọi người tin không? Uống ra mùi hồng trà, đó vậy thôi. Hồng trà, uống ra mùi hồng trà. Trà sữa của chi ra mùi sữa ống thỏ với lại sữa nước sôi pha. Còn ở đây, lục trà chính là trà chanh. Mà bên này đặc biệt á, thấy pha trà sữa bằng sữa tươi Vinamilk. Nói chung là chất lượng thì đảm bảo nhưng mà nó không có ra mùi trà sữa bình thường. Chỉ uống cho chất vui thôi à. Uống cho vui thôi à. Theo như cùi nó là chất độc. Không, theo như cùi là Kimbing Market. Tại vì cùi thật thấy cầm cái can cùi sợ quá. Cùi... Đúng rồi. Cái cảnh cái can thì sợ thật. Nhưng mà cũng có sữa tươi Vinamilk các kiểu. Tại vì khi mà mở cái can nó rất là thơm. Thơm giờ lắm. Thấy ngoài đường nó số toàn can với chai lọ mà cứ thấy can vừa sợ. Xong cầm cái gì khác mà cầm can ta, cầm can nhìn nó gọn. Sợ. Mà nó tới cái quai nó sắc nó gọn. Thôi bỏ đi. Cãi tán mà cái này cũng nói thiệt là kiểu như mấy bạn kiểu học sinh sinh viên á. Mình kiểu mình không có tiền nhiều thì mình uống cho vui, kiểu như mình mua ly mình uống vô lớp mình uống cho đã khác thì được. Mà nhìn người ta làm nhanh ha. Nhanh kinh khủng. Làm như robot làm vậy á, tức là lập trình sẵn là vô làm thôi. Mà lấy tiền rất là nhanh nha. Mà kiểu như là bạn chỉ cần kêu mà không có trên menu người ta cũng chửi lại nữa. Lúc nãy không có. Đi menu đi. Đi menu không ăn đâu. Nó đi đâu có đâu mà coi. Và ở đây thì là nằm ở kế bên trường cao đẳng kinh tế nước ngoài. Và thôi, nếu như bạn không có tiền thì các bạn có thể tới uống. Còn có tiền thì đi làm rồi, mình nghĩ chắc cũng cần tới uống. Nói chung là mình nghĩ là nếu như mà sợ bị chửi ấy, thì kiểu như là đến ngoan ngoãn lễ phép đọc ký menu ấy, kiểu thì chắc là cũng không bị chửi đâu. Không có gì khác biệt lắm vậy thôi. Nói chung là bình đám... thường thôi. Nói chung là đám này chảnh lắm. Ê, khoan tắc đã, chờ còn một cái việc rất là quan trọng mà quên làm, đó chính là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của tụi mình. Và nếu các bạn thấy video hay, đừng quên like, share và subscribe cho Ad Channel cũng như là kênh Hôm Nay Gì để được 100.000 sub để tụi mình có thể ra ngoài Hà Nội. Rồi thôi, video gì là hết rồi. Thôi bye nha.